Quý vị nào đã bỏ qua cái con Grass chạy lốt thì không nên bỏ qua cái con Note Pay nha. Hiện tại con Note Pay, quý vị có thể đã xác minh email này, xác minh ví này, kết nối ví và xác minh ví. Con Grass vừa rồi đã phát airdrop vòng thứ nhất rồi, tiếp theo sẽ phát vòng thứ hai. Nếu anh em nào mà đã đào ấy thì xác minh địa chỉ email đi và địa chỉ ví nha. Đây, trở lại cái con NotePay. Quý vị mà chưa có đào thì lấy cái đường link bên dưới video này, vào cái phần earning này, verify cho email anh em, vào đây nhập email vào rồi kết nối với lại ví. Anh em nên sử dụng cái ví của mạng lưới Son nhá, vì cái này nó trên game chạy trên mạng lưới Son, ví Phantom hoặc ví Son và Laser. Đây, ở đây tôi đã connected, là đã kết nối ví rồi này. Sau khi kết nối ví thì anh em tiếp tục là xác minh địa chỉ email, xác minh địa chỉ ví nha, nó sẽ gửi vào địa chỉ email của anh em. Anh em phải hoàn thành tất cả ba cái bước này. Sắp tới con NotePay sẽ phát airdrop thì nó sẽ, anh em xác minh địa chỉ ví thì nó, anh em claim nó phải ví và anh em phải có cái đồng coin Son để làm mới, làm phí mạng lưới claim. Rồi anh em nào mà chưa đào cái con NotePay hay là con Grass thì anh em lấy link bên dưới video này.